Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Auto An Thái. Đây mình giới thiệu với các bạn một cái quạt dàn lạnh lắp trong xe Mazda 626. Tức là con này đời từ 94 đến đời 98 2000. Đấy. Nói chung là đời dòng xe này nó hơi sâu rồi. Cái dòng quạt này nó là dạng quạt liên doanh cao cấp nhé. Đây được đóng gói trong một cái hộp. Dòng quạt này nó lắp được chung với con xe Ford Laser. Nó cũng dạng máy 1.6 đến 1.8. Ford Mazda gần như là nó tương đồng như nhau. Đây. Quạt của nó. Lắp vào. Đấy. Quạt này nếu như mà thường thường như là anh em thợ ấy, hoặc là người dân mình hay dùng từ gọi là quạt sò. Thế là cái cánh này nhìn nó xoáy như kiểu là có một cái con ốc ấy. Hay là gọi là con sò đấy, nhưng người ta dùng từ gọi là quạt sò. Thì cái cấu trúc của cái quạt này thì nó bắt bằng ba cái tai này, ba cái chân này và rắc điện. Rắc này là dạng như là rắc hình chữ T. Rắc hình chữ T nhé. Đây cái đằng sau nó có ống thoát gì gọi là thoát hơi đấy. Cái này này nó khi nó có một cái khi motor nó quay là nó cái ống này nó hút cái hơi hơi mát vào từ ở cái hộp hộp đựng lọc gió đấy, hộp đựng gió đấy. Nó vào đây. Đấy, hơi mát vào để làm mát cái phần bên trong cái cuộn rô to ở trong này này. Đấy. Dòng này thì dùng là hàng này là hàng liên doanh cao cấp là ok đấy, dùng rất chuẩn luôn. Đây tổng thể của nó đây, thì mình đo cái cánh và cái đường kính nha. Cánh này. Đấy. Con này là đường kính cánh này là 15,5. Đấy, 15,5. Chiều dày của cái cánh này. Chiều dày cánh con này là 7 phân. Đó, 7 phân. Riêng cái quạt này là lắp là phải đúng chiều cánh nhá. Đấy, nếu như sai chiều cánh là gần như là nó sẽ không có gió ra đâu. Phải đúng chiều cánh. Quay này. Quay này thì nó có gió ra này. Chân bắt này. Chân bắt này thì chắc không cần phải đo. Chân này là chân bắt này là chân bắt hình tam giác này. 16. Đúng không? Tam giác đều đấy. 16 ấy. Thì mình vừa giới thiệu cho anh em và các bạn cái quạt dàn lạnh lắp trên xe Mazda 626 và Ford Laser. Nếu mà anh em có nhu cầu tìm hiểu dòng sản phẩm thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0769086333 hoặc add Zalo, Facebook đều trên số điện thoại này. Tư vấn và lắp đặt tại địa chỉ Gara BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội. Số điện thoại là 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.